khủng long xuất hiện này. Vừa ra xem cây, biết là con này con gì đây. Nó có hình màu vàng nhá. Đuôi rất dài, ấy. Chạy. Xem nào. Cái cuồng nào sập chuồng. Sang cành này này. Ồ, đuôi dài quá. Không phải tắc kè nhá. Mà mình chưa biết có tắc kè được không. Không biết con này nó có cắn không nhỉ. À. Đâu rồi? Bắt đầu.